Em ơi, hôm nay nhận được cuộc hẹn của quý thầy cô giáo ở bên trường học. Họ sẽ đi vừa kiến trường. Thì tôi cũng xin tham gia theo. Bởi vì tôi cũng muốn dẫn mấy bạn đi chơi đầu năm mới. Mà từ nguyên cái đầu năm tới giờ là tôi không có đi đâu được. Thứ nhất là giúp mấy em nhỏ trở thành người cá. Thứ hai là đi giải cứu động vật á. Các bạn có biết tại sao mà ở Việt Nam người ta thích đi chùa không? Bởi vì chùa là một cái nơi bình yên mà khi người ta đến đó người ta có thể xả chép được. Người ta được cho ăn, cho uống miễn phí. Người ta được nghe những lời khuyên răn rất là chân thành. Và chùa là cái nơi mà thường xuyên tổ chức ra các cuộc vận động thả thứ, gọi là phóng sanh đó. Thì tôi hay đi giải cứu động vật nên tôi cũng hay đi chùa là vậy. Chứ tôi là không có phân biệt tôn giáo nha các bạn. Đạo nào tôi cũng tham gia, đạo nào cũng có một cái hay. Người cá là người tôn trọng tất cả các đạo trên đời. Sống trên đời ai cũng muốn được yêu thương, trân quý. Nhưng nếu mà mình khinh khi miệt thị tôn giáo thì mình sẽ bị đưa vào bế tắc. Sẽ không ai muốn chơi với mình nữa. Cái khả năng giao lưu của mình rất là hạn hẹp. Còn nếu mình mà sùng bái một cái tôn giáo nào quá thì dễ bị mê muội lắm. Nhưng mà đến chùa thì là một cái nơi mà tôi rất là yên tâm, tuyệt đối. Nên bữa nay dắt mấy bạn đi chùa luôn. Mục đích thứ nhất là cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Mục đích thứ hai là cầu nguyện cho thiên nhiên, động vật được yêu thương, bảo vệ. Còn mục đích thứ ba là cũng là cầu nguyện cho tất cả trẻ em, mọi người trên hành tinh này để được trở thành người cá. Ok, sắp tới rồi. Trở thành người cá vui mà đúng không? Làm người thì biết 1/3 của thế giới, làm người cá biết hết 3/3 của thế giới. Bởi vì ở dưới nước nó chiếm 2/3 diện tích của trái đất này. Nên làm người cá chúng ta sẽ có tình yêu thương rộng lớn hơn. Biết nhiều thì chúng ta mới yêu thương nhiều. Rồi còn 7 phút nữa là chúng ta sẽ đến đúng điểm hẹn luôn các bạn ơi. Tương đã đến rồi. Yeah, người cá đã đến rồi. Yeah. Xin chào, người cá đã đến rồi. Dạ chào mấy cô. Dạ đi trên đường thì có dặn bác tài rồi là cái chùa nào mà gần nhất. Tại năm nay là có người lớn với trẻ con hơi nhiều. Thành ra là với lại chính yếu. Nên là ưu tiên đi những cái chùa mà sát đường. Rồi trên đường thì mình sẽ ra xa nhất là ở chỗ Bà Rịa. Thì cũng ghé Đại Tòng Lâm và mấy cái chùa chung quanh. Trên đường về thì những cái chùa bên tay mặt mình đếm thì sao được khoảng 10, 11, 12 chùa là đủ nha. Rồi chúc mọi người một cái chuyến đi vui vẻ và đạt được mọi ước nguyện. Bây giờ nhường lời lại cho cái MC. Không phải MC mà cái lần trước ta ngồi sáng trắng mùng 10 còn dẫn nước giữa đầm xe dẫn chiếc thuyền con cái sao nặng dần cơm gói mò cao khăn rằng không hồ nghề mới mỏi nhà anh có bỏ đi bên quê hoa và biết tên tiếng anh hùng ca tiếng anh hùng ca ngàn năm xa trôi thương chân để ngồi. Xin chào các bạn, chúng ta đã đến ngôi chùa đầu tiên, đó là chùa Pháp Hưng tại xã Long Phước, huyện Long Thành, cùng với phái đoàn thầy cô giáo. Qua đây giới thiệu với mấy bạn, đây là quán hủ tiếu chai rất ngon tại chùa Pháp Hưng. Mà trong cái chuyến mà đi thả thú kỳ rồi của Tion, Tion có mua cái gì ăn chùa cá không, nhưng mà ăn đây trước đi, ăn chỗ này ngon lắm. Tiêu Anh kêu rồi. Bây giờ chúng ta lại đến một ngôi chùa thứ hai, đó là chùa Bún Riêu hả? Không phải, chùa Phước Hải. Bởi vì ở đây chùa nấu bún riêu rất là ngon nên mọi người gọi là chùa Bún Riêu. Ở đây chính xác gọi là tu viện Phước Hải. Các bạn nhỏ ơi, các bạn đói bụng chưa? Mời các bạn vô ăn bún riêu. Đây là món bún riêu nổi tiếng tại tu viện Phước Hải. Ngôi chùa thứ ba mà chúng ta đến là chùa Huệ Quang.
Bây giờ chúng ta sẽ đến ngôi chùa thứ tư, đó là chùa Bửu Thiên. Dạ không, không cảm ơn. Đến chùa Bửu Thiên được ăn dưa hấu. Các vị Phật tử đang làm lễ. Tuyên đang ở ngôi chùa thứ năm trong chuyến hành hương lễ Phật đầu năm, đó là chùa Phước Tánh. A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn. Đến chùa Phước Tánh được ăn bánh. Nãy giờ đi năm chùa thì Tuyên thấy cái chùa thứ năm này là có trồng cây, có khoảng khuôn viên để trồng cây, còn có thiên nhiên. Còn bây giờ Tuyên đang ở chùa Hộ Pháp. Chùa này là chùa tu theo trường phái Tịnh Độ nên không có chú trọng vào cái quang cảnh thiên nhiên mà chỉ chú trọng vào việc niệm Phật thôi, nên các bạn cũng có thể thấy được rằng cây cối ở đây rất là ít, chủ yếu là xi măng và đất đá. Nên á, chùa mà tu theo trường phái thiền á, người ta sẽ hướng đến thiên nhiên nhiều hơn, bởi vì con người hòa hợp với thiên nhiên. Ở chùa Hộ Pháp đang có cái này là cái gì vậy con? Cái này là hoa sen, gặp Phật chú hoa sen. Có cái này để gieo duyên hoa sen, để dán điện thoại với lá bồ đề. Ok. Cái gì? À, phóng sanh phải không? Đúng rồi, phóng sanh, thả cá, thả gà đồ đây nè. Chùa Hộ Pháp. Rồi, có thả mèo nữa nè các bạn ơi. Đó thì tu bên Tịnh Độ thì có mấy cái chương trình phóng sanh rất là nhiều. Có thả sam nữa nè, thả con sam nữa. Còn tu bên thiền á, thì quan trọng vào thiên nhiên. Còn Tịnh Độ á, thì quan trọng vào động vật. Các bạn thấy hay không? Có thả rùa nữa nè. Thì mỗi pháp môn có một cái phong cách khác nhau. Mình đi chùa mình cũng hiểu được nhiều thứ lắm. A Di Đà Phật, chào sư, cho con hỏi chùa này tên gì vậy sư? Chùa Từ Hứa. Chùa Từ Hứa. Chùa Từ Hiếu. Dạ, chùa này tu theo trường phái Tịnh Độ hay là Thiền Tông vậy sư? Tịnh Độ đúng không? Con thấy cái chùa này làm quang cảnh đẹp nè, con tưởng là bên thiền luôn á. Tại mấy cái chùa bên Tịnh Độ con đi sáng giờ không có cảnh đẹp như vậy, không có thiên nhiên. Bên bên đây ít đẹp, bên chùa sư chú ở phía bên lúc nào có dịp hành hương về mà xuống mặt bà tu cảnh đẹp lắm. Có cảnh đẹp đúng không? Đúng rồi, đẹp còn hơn đây nhiều. Con không thích đi mấy chùa mà lót nền xi măng rồi vô nó nóng quá, không có cây cối gì hết, vô cảnh chùa nó nóng, nó làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Xin chào các bạn, Tuyên đang ở chùa Từ Hiếu. Thì đến chùa này Tuyên thấy cảm giác rất là thoải mái. Đó, đi chùa là mình phải vô cái nơi nào mà tạo cho mình cảm giác thoải mái như vậy. Thấy thiên nhiên môi trường trong sạch như vậy là mình thích. Mình thích là mình vô mình lễ Phật, nó thấy nó đã lắm. Đến chùa Từ Hiếu được nhận lộc nha các bạn. Dạ cảm ơn sư. Vậy là bây giờ mình đã đi được 7 kiển chùa rồi. Điểm dừng chân thứ 7 này mình thấy là rất là vui. À, ở đây có phục vụ cơm chay nữa nè, từ thiện luôn nè. Vừa được lấy lộc mà còn vừa được ăn ăn lẩu bún hay gì nữa. Hết hồn. Nó xin hay làm tôi hết hồn quá. Giới thiệu với các bạn, đây là vườn rau tự trồng tại chùa Từ Hiếu. Đó, vậy là chứng tỏ đến chùa này chúng ta sẽ được ăn uống những đồ ăn chay rất là thanh đạm và sạch sẽ. Đây là rau lan nè. Trời ơi, chỗ đá tôi hoài thôi. Chỗ đá hoài vậy. Đừng có. Mời các bạn ăn buffet chay tại chùa Từ Hiếu. Mấy cô mời hoài khách sáo quá cũng không, cũng kỳ, thôi mình ăn một ít gieo duyên cho nó vui. Nhìn nó ngon và hấp dẫn quá mà các bạn.
mình rửa luôn. Ăn xong tự dọn tự rửa luôn. Đồ ăn ở đây quá ngon, không có bỏ bột nêm, bột ngọt. Sư cô nói là không có nấu bột nêm bởi vì bột nêm là nó độc hơn bột ngọt gấp 200 lần. Bởi vì các nhà khoa học người ta đã đo rồi, bột nêm có nhiều hóa chất hơn cả bột ngọt nữa. Nên ăn uống ở đây rất là thanh đạm và ngon nha các bạn. Các bạn thấy cái bức tượng này đẹp không? Đây là Ngài Đại Đức Thánh Tăng Sivali, là đại gia của tất cả đại gia. Ngài ấy làm giàu bằng cách bố thí và trở thành một trong những vị thánh tăng giàu nhất từ xưa tới giờ. Bây giờ chúng ta đã đến ngôi chùa thứ 8, đó là chùa Phật Linh. Các bạn thấy quang cảnh ở đây thế nào? Có bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, khá là đẹp đúng không? Để tôi nói chuyện với cái cây này một chút xíu. Hello cây, khỏe không? Cây sống ở đây từ rất lâu rồi hả? Tôi cảm nhận được từ trường, từ cây toát ra rất là nhiều. Khi trở thành người cá rồi, tự các bạn sẽ có thể cảm nhận được từ trường, từ các loài vật, từ các loài thực vật. Những cái cây đặc biệt nó sẽ phát ra năng lượng rất là nhiều, và bạn có thể cảm nhận được nó nếu trở thành người cá. Trời ơi, ai lại xả rác dưới gốc cây như thế này? Cái cây này nó có trí tuệ đó, nó không thích bị như vậy đâu. Để dục rác. Xin chào các bạn, bây giờ Tion đã đến ngôi chùa thứ 9, đó là chùa Hội Phước tại thành phố Bà Rịa. Vô chùa này có một cây đa quá là to. Nào, cùng Tion tham quan chùa nhé. Bảo hải thế giới, pháp tràng thế giới, vô ưu thế giới. Hương tích thế giới. Diệu bảo thế giới. Quang thắng thế giới. A Di Đà Phật. Đi chính ngôi chùa, Tion mới đến được chùa Hội Phước. Đến đây có một sự lạ nhẹ là ở đây không có cái thùng tiền để cúng dường tam bảo. Đặc biệt chỗ này không thấy để cái thùng tiền đó. Và đặc biệt hơn nữa là sư phụ trụ trì ở đây ngủ trưa rất là độc đáo. Ngồi như vậy ngủ trưa nè các bạn, thấy không? A Di Đà Phật. Ở chùa Hội Phước có một cái hồ cá rất là dễ thương ở đây nè. Các bạn thấy không? Thì ngôi chùa này nổi tiếng là có thầy Giác Hạnh là chuyên trị tà bắt ma, và thầy ấy đang ngồi ngủ ở bên trong á, đang ngủ ngồi. Tiểu Hỷ khỏe không? Tiểu Hỷ này, ở đây bắt ma với thầy Giác Hạnh đi nha, người cá Tiêu Un đi về nha con. Anh lên nha. Đi đâu vậy Lexin? Đi chùa. Đi đâu? Chà, chúng ta đã đến ngôi chùa thứ 10 rồi à. Ô, ngôi chùa thứ 10 có nguyên một cái hồ bơi thiệt là bự. Có con rồng bơi dưới nữa kìa. Anh nghĩ cái này là hồ xuống bơi nước bơi, xuống nước bơi chùng với anh đi, nó xin. Người cá mà, người cá mà không xuống nước bơi là không cái phải người cá đâu nha. Chưa tới đầu gối luôn, bơi kiểu gì? Không, xuống dưới người cá nằm dưới nước thôi đủ rồi. Nằm dưới chất queo rồi đâu. Nó cứ xô tôi xuống nước hoài. Hồi tôi té xuống nước thiệt luôn rồi. Không có đồ thai là lấy đồ Lexin mặc nha.
Rồi các bạn ơi, chúng ta đã đến ngôi chùa thứ 10. Ngôi chùa này tên là gì vậy? Ngôi chùa Vạn Thông Ni Viện. Ồ, đây là nơi tu học của các vị ni sư. Ồ, có khu ẩm thực dành cho Phật tử kìa. Vô đi. Xin chào các bạn, đây là show thời trang của Lexin đang được tổ chức tại chùa. Đây, đây, đây là cô ấy đang đi trên thảm đỏ nha các bạn. Lexin bắt đầu bước tiến lên thảm đỏ và đang đứng trên đây. Ồ, các bạn thấy Lexin thế nào? Và mặc bộ đồ quá đỏ đi trên thảm đỏ. Quá hay. Rồi, mời Lexin vô đây luôn. Ở lại đây luôn. Ở lại Vạn Thông Ni Viện tu học luôn. Chịu không? Giờ Lexin đã trở thành người mẫu của Vạn Thông Ni Viện rồi, nên phải ở đây để biểu diễn thời trang mỗi ngày là đi trên này nè. Chịu không? Chịu. Sao cái chùa này đông quá vậy ta? Lexin ơi, bây giờ chúng ta đang đi đến đâu đây? Đi chùa. Chùa này tên gì? Không biết. Hả? Để kiếm cái tên chùa coi. Thưa các bạn, đây là Thiền Viện Thiện Hòa nha các bạn. Đến đây có nổi tiếng nhất là cái món bánh tét chay, đúng không Lexin? Đúng rồi, chùa nào cũng có cái món mà sinh nhật. Nhưng mà chùa này nổi tiếng là bánh tét chay rất là ngon, đúng không? Đúng rồi. Đó, cần Lexin công nhận vậy thôi là được rồi. Các bạn ơi, bây giờ thì đi khám phá nha. Nhanh chưa? Bông. Đây. Rồng. Rồi, cá chua, nhiều người, đông, cái gì đó, mát, chai. Chị khám phá gì không dắt mấy bạn đi, tự nhiên đứng chỗ chỉ tới chỉ lui, chỉ chỗ này chỗ kia là sao? Hướng dẫn viên du lịch kỳ quá vậy trời. Lát nữa đi bộ qua cái chỗ sẽ đi khám phá vậy, nhưng mà làm vậy cho mắc cười á. Không có thấy mắc cười gì hết trơn à. Đây, đây, đây. Đầu có đầu mắc cười chưa? Mấy bạn đang đợi mắc cười. Mấy bạn đang đợi mắc cười. Ê nhìn kia, xe. Xe muốn ra cho mình không đi khám phá được. Kỳ ha. Yeah. Trời không liên quan gì vậy. Giới thiệu lại đi. Bây giờ mọi người sẽ đi qua bên đó. Ok. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ theo nữ hướng dẫn viên du lịch Lexin. Cô ấy sẽ dắt chúng ta đi đâu? Nãy giờ Tiêu Ân đi theo cô ấy quay mà muốn xỉu luôn vậy đó các bạn. Cô ấy chỉ Tiêu Ân đi ra vô tại mấy bạn gì vậy? Vòng nè, bạn của tiên cá nè. Rồng là bạn của tiên cá à? Đúng rồi, con rồng cháu tiên đúng không? Đúng rồi. Hay quá, kỳ này hướng dẫn viên du lịch hay đó, công nhận. Rồi đi đâu nữa đây? À, con rồng này đẹp á hả? Rồi đi đâu nữa đây? Rồi có thêm con mấy con này thì cũng là bạn của con tiên cá. Này cũng là bạn của tiên cá luôn hả? À ha. Này là con đia đúng không? Đúng rồi. Gọi là con gì ta? Con hươu. Con hươu. Rồi có mấy bông nè. Mấy bông đẹp không? À, bông bằng đá không đẹp lắm. Cái này là cái gì vậy? Giống như là trứng chiên á tại. Này giống trứng chiên quá vậy. Trứng chiên một hai, một cái trứng, hai cái trứng, ba cái trứng. Ờ không phải hả? Rồi, qua bên đây. Thứ gì nha bên đây. Rồi chúng ta tiếp tục đi theo hướng dẫn viên du lịch Lexin coi cô ấy dắt chúng ta đi đâu nữa nè. Cô ấy đang dắt chúng ta đi tham quan chùa đó. Cây chỉ là một loại cây. Cây này là cây gì? Tụi không biết nữa, gai bamboo của Canada. Ờ ok. Trời ơi, chương trình đi 10 chùa của chúng ta đã xong rồi. Bây giờ cái chùa thứ 11 này. Đây là tới chùa thứ 11 rồi. Đúng rồi. Thứ 11 rồi, không còn ai dắt chúng ta đi nữa. Nên Lexin dắt chúng ta đi. Cây này giống như cái nấm. Cây gì? Cây này giống như cái nấm. Nghe cây giống cây nấm mà cây gì? Con biết. Cây này là cây tắc. Mà trái tắc nó rớt đâu hết trơn rồi, còn lá không vậy ta? Chúng ta đang ở Thiền Viện Thiện Hòa. Đây là ngôi chùa thứ 11. Có mấy bông, có mấy đá
đẹp ha. Rồi rồi, sao nữa không? Trời ơi, đẹp mà lé mắt luôn vậy á, trời đất ơi. Hướng dẫn viên du lịch này hình như sao sao á các bạn. Nãy giờ dắt đi chùa không, dắt vô chùa vậy hết trơn, dẫn đi đâu tùm lum hết trơn. Cái thiền viện Thiện Hòa là chuyên nổi tiếng về bánh xèo nha các bạn. Hồi nãy tôi nói lộn là bánh tét, tại vì là Phật xin nói lại, nổi tiếng là bánh xèo. Bánh xèo ở đây nấu ngon tới nỗi mà Phật tử từ khắp mọi nơi, mọi miền đất nước thường xuyên về đây để được thưởng thức cái món bánh xèo tại thiền viện này. Sau 2 lần đến đây và đây là lần thứ 3 và tôi mới được ăn món bánh xèo này. Lần này là lần may mắn nên phải thử. Nổi tiếng quá mà các bạn. Chà, bánh xèo quá ngon. Bánh xèo có vị thơm bơ. Bột làm bánh rất là vừa miệng, rất là ngon các bạn. Thiền viện Thiện Hòa nha. Ok. Cảnh chùa thứ 12 mà chúng ta đến là tu viện Viên Thông. Xin ơi, Lét xin ơi, vô chùa này có gì ngon không? Bánh bột lọc. Bánh bột lọc có chùa này thì tên nó chỉ là bánh chùa bánh bột lọc. Nhưng mà Lét xin có biết chùa này tên gì không? Không. Nhìn đi. Đi viện Viên Thông. Đi chùa mà toàn nhớ toàn là món ăn không à. Đúng rồi. Đúng rồi. Không mới nhớ tên chùa, chùa gì toàn là nhớ nè, chùa bánh tét nè, chùa bánh xèo nè, chùa bánh bột lọc nè. Chùa bông bò. Chùa bánh... đẹp. Chùa bông riêu. Chùa bông riêu nữa hả? Mấy em nhớ nhỏ. Tên chùa hay quá hả? Chùa chim. Chùa chó. Dạ. Cho con xin phép nha quý cô thầy. Giới thiệu với các bạn, đây là món bánh bột lọc nổi tiếng tại Ni viện Viên Thông. Tu viện Viên Thông. Tu viện Viên Thông, cho con xin lỗi, con nhắc lại. Tu viện Viên Thông nha các bạn. Rồi bây giờ tôi ăn thử coi nó ngon không, mà mọi người khen là chỗ này là nổi tiếng rất là ngon. Người hỗ trợ, người hỗ trợ. Mở giùm tiêu đi. Vaccine. Trốn luôn rồi. Đây, món bánh bột lọc chay nổi tiếng đây. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Chà, nhìn cái nước nó ngon thế nào. Nó có cái nước sóng sánh gì ở đây sệt sệt nữa nè, ống á. Nhìn vàng vàng chỗ này nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Ăn thử không? Ăn rồi. Ngon ngon. Ngon không? Ngon không? Ngon sống ngon, lâu dở. Ngon lắm luôn hả? Không ngon. Ngon quá, tôi chưa muốn ăn. Tôi hửi trước cái đã. Trời ơi, thơm thiệt là thơm luôn. Rồi ăn nha. Ngon lắm á các bạn. Xin chào các bạn đến với ngôi chùa thứ 13, đó là Thiền viện Thường Chiếu. Nào, chúng ta hãy cùng vào Thiền viện Thường Chiếu với Tion nhé. Lại đây. Lát xin, đi vô. Vô đảnh lễ sư ông. Hôm nay Tion sẽ cho Lát xin gặp sư ông và sư phụ của người cá Tion. Đây là nhà của người cá Tion. Muốn gặp các chú tiểu không? Ở đây có nhiều chú tiểu siêu quậy gấp chục lần Lexin luôn đó. Nhìn các chú tiểu rất là ngoan. Dạ xin chào. Hôm nay con sẽ dắt mọi người đi vào bên trong Thiền viện Thường Chiếu để gặp sư ông là thầy Thích Nhật Quang. Sau đó đảnh lễ sư ông. Rồi mình xin phép được gặp sư phụ của sư ông chính là thầy Thích Thanh Từ. Dạ. Dạ đi theo con ạ. Chúng ta sẽ đi theo lối riêng. Đó điên đặc biệt của người cá. Đây. Đời đời đời. Mời cô Bảy lên. Mời cô Bảy lên trên. Mời cô Bảy lên trên để hồi sư ông ra cái cô Bảy. Nhìn lại chứ. Dạ. Ai gì được Phật. Thôi nhà cô Bảy luôn đi. Cô Bảy luôn đi cô. Cô Bảy luôn đi. Ai gì được Phật. Dạ sư ông ra rồi đây ạ. Sư ông ra. Sau khi giúp quý thầy cô giáo gặp được sư phụ của sư ông Ti Ôn là Đại Đức Thích Thanh Từ, năm nay ngài ấy đã 94 tuổi. Người sáng lập ra Thiền Tông Việt Nam, được gieo duyên với bậc hiền tri thức và đi được 13 kiển chùa. Như vậy, hôm nay đã là mãn nguyện lắm rồi. Còn các bạn thấy không, thầy Thích Thanh Từ tu hành tinh tấn như vậy, được xem là vị Phật sống nhưng vẫn không thoát khỏi vô thường, sinh lão bệnh tử.
Vậy mà các bạn sống không biết tu tâm dưỡng tánh, giết hại động vật, phá hoại môi trường, tạo ra nghiệp chướng sâu nặng với muôn loài. Thì sau này vô thường đến, ai cứu nổi các bạn đây? Nhưng còn thầy Thích Thanh Từ thật ra là đang chịu khổ hạnh để bệnh tật dày xéo cái thân thể hết hạn sử dụng này, để cho người đời thấy đó mà làm gương. Chứ với năng lực của thầy ấy có thể vãng sanh bất cứ lúc nào thầy muốn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là do thời mạt pháp, người đời càng ngày càng mê muội nên ngài mới ráng trụ lại thế gian này để giúp cảnh tỉnh các bạn đó. Nếu có duyên gặp được ngài ấy, bảo đảm các bạn sẽ giác ngộ được một điều gì đó. Mấy bạn cá nói là rất vui. Đó là tấm lòng từ bi của chư Phật. Giống như Chúa Giêsu các bạn thấy không? Người chịu đóng đinh lên cây gỗ để cho con người thức tỉnh, hay các vị thánh chịu sống cuộc đời khổ hạnh để làm cho con người giác ngộ. Mà Tuyôn sẽ để cho tự các bạn mà các bạn sống không chịu khổ hạnh thì chắc chắn ngày tận thế sẽ xảy ra đó. Bởi vậy, đừng có ham muốn cái cuộc sống mà hưởng thụ nhiều quá cho bản thân của mình. Bây giờ cứ thấy lên mạng thấy khoe của không à, như vậy được cái lợi ích gì? Khổ mới là phước, còn hưởng thụ chính là họa. Nó tạo ra rất nhiều nghiệp chướng xấu cho bản thân của mình. Mỗi lần bạn khởi lên một cái niệm là mình phải sống hưởng thụ, mình phải sống sung sướng hơn người này người kia, là bạn đang làm khổ bản thân mình và làm khổ mọi người xung quanh. Tận thế chắc chắn sẽ xảy ra.